Em ở đây cũng đẹp thật đó. Vậy sao? Sao vậy? Hồi nãy ăn cơm vẫn còn bình thường mà, sao lại trở thành thần mặt đen vậy? Anh không cảm thấy có gì đáng để vui hết. Em cảm thấy có sao? Gì chứ? Anh muốn nói gì vậy? Không phải làm gì, mà là em đang làm gì? Không lẽ em không có chút lo lắng sao? Em rõ ràng rất lo lắng phiền não. Trước mặt mọi người giả bộ vui vẻ làm gì? Anh sao vậy? Em đâu có. Em thật sự chưa từng nghĩ, lỡ như phẫu thuật không thành công thì sao đi? Không, em không nghĩ như vậy. Em có thể không nghĩ à? Lỡ như phẫu thuật thất bại, không chỉ mình em đau lòng, mà người thực hiện ca phẫu thuật giúp em chính là ba em. Ông ấy sẽ rất ân hận, không thể đối mặt với chính mình bất cứ lúc nào. Lỡ như phẫu thuật thất bại, em sẽ bị liệt, trở thành gánh nặng cho cả gia đình. Vì mơ sẽ sao đây? Dễ bị thoái quá não, còn phải chăm sóc lo lắng cho em. Em vừa mới nhận lại được má ruột và em gái, họ sẽ rất đau lòng. Hơn nữa, em không thể làm bác sĩ nữa. Em thật sự chưa từng nghĩ. Em không thấy sợ sao? Đủ rồi, em không muốn nghe nữa. Em không sợ sao lại không cho anh nói chứ? Anh tránh ra đi. Đúng đó, em rất sợ. Thật sự là em rất sợ. Nhưng sợ thì làm được gì chứ? Em có thể không làm phẫu thuật được sao? Em có thể không có bệnh này sao? Em không muốn trở thành gánh nặng của họ. Tại sao? Tại sao anh lại lật tẩy em như vậy? Tại sao anh lại làm như vậy đối với em chứ? Tại sao anh lại bắt em phải nói ra hết vậy? Em không muốn nghe. Em không muốn nghe. Em không muốn nghe. Em không muốn như vậy đâu. Em không muốn trở thành gánh nặng của họ. Anh không muốn ép em. Anh thấy em giả bộ không sao? Anh thật sự rất đau lòng. Em yên tâm, có rất nhiều người sẽ cùng em đối mặt, có cả anh nữa.